Ứng dụng đáng sợ, xác định bất kỳ ai trong một nốt nhạc, trang Business Insider mới đây cho biết, Facebook đã phát triển một ứng dụng di động trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2016, với khả năng sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để xác định đồng nghiệp và bạn bè của họ. Theo đó, tất cả những gì người dùng cần làm là hướng điện thoại về một ai đó và các thông tin như tên tuổi hay ảnh đại diện của họ sẽ được truy xuất. Theo Business Insider, ứng dụng này sẽ hữu ích khi bạn không nhớ nổi tên của một đồng nghiệp từng gặp đâu đó. Cũng theo nguồn tin này, ứng dụng nhận diện của facebook có thể xác nhận được gần như bất kỳ ai ở facebook nếu như có đủ dữ liệu xong facebook phủ nhận điều này trong một thông điệp được gửi đến cnet một người phát ngôn nói rằng ứng dụng chỉ có thể xác định được đồng nghiệp và bạn bè của họ nếu họ kích hoạt chế độ nhận diện khuôn mặt ứng dụng này cũng được phát triển như một cách để thử nghiệm công nghệ mới ở thời điểm hiện tại dự án ứng dụng nhận diện khuôn mặt nói trên đã được dừng lại trong bối cảnh facebook đang quan tâm nhiều hơn đến vấn đề riêng tư và bảo mật nhiều khả năng người dùng sẽ không được nghe thêm thông tin về nó bởi facebook đang tỏ ra thận trọng với các công nghệ nhạy cảm như nhận diện khuôn mặt facebook thậm chí cũng đang phải đối mặt với một sự vụ pháp lý khi mạng xã hội này bị cáo buộc dùng dữ liệu nhận diện khuôn mặt khi chưa được cho phép